Thời gian gần đây trên mạng xã hội TikTok, YouTube, Facebook, một người đàn ông tự xưng là giáo sư bác sĩ Hà Duy Thọ thường xuyên đăng tải các clip về ung thư, kiến thức về dinh dưỡng khiến nhiều người lầm tưởng. Ngày 14 tháng 11, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Phòng Y tế quận Phú Nhuận, Ủy ban Nhân dân phường 9 và Công an phường 9 quận Phú Nhuận kiểm tra đột xuất căn nhà số 671/15 Nguyễn Kiệm, phường 9 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, chính là địa điểm quảng cáo trên mạng xã hội về tư vấn điều trị ung thư. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận căn nhà được sử dụng làm nơi hành nghề khám chữa bệnh không phép của ông Hà Duy Thọ và bà Đặng Thị Tuyết Thu, vợ của ông Thọ. Căn nhà không treo biển hiệu, có mở cửa hoạt động, có người bệnh đến khám chữa bệnh, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, không có sổ cập nhật, không có hồ sơ bệnh án ngoại trú của người bệnh. Tại bàn khám tư vấn, đoàn kiểm tra phát hiện có phiếu khấn nguyện trước khi ăn, phiếu phương pháp Osawa, công thức số 6, công thức số 7, phương pháp thực dưỡng, có ghi thông tin bác sĩ Hà Duy Thọ. Tuy nhiên, ông Thọ không đưa ra được bằng cấp và chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ở thời điểm kiểm tra. Bà Đặng Thị Tuyết Thu cung cấp cho đoàn kiểm tra chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thanh tra sở đề nghị ông Thọ và bà Thu ngừng ngay hoạt động khám chữa bệnh, bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc khi chưa có giấy phép hoạt động, ngừng ngay quảng cáo liên quan hoạt động khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và chưa có hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định.